À. Thanh cảnh quá, chả mấy khi được ra ngoài đường ngồi trà đá nhỉ. Mà ông ơi, hôm nay trời hơi nắng ấy, mà tôi thấy là dạo này anh em đang bảo con Redmi Note 8 Pro nó bị quá nhiệt ấy. Hay là trời nắng như thế này mình vác ngoài ra test luôn, điều kiện thực tế luôn, đỡ bị kêu là điều hòa 26 độ các kiểu. Nhưng ông biết bây giờ đang là bao nhiêu độ không? Ê, reviewer có tâm lúc nào cũng có đồ. Đây, bây giờ đang là 32 độ. Ok, như bạn thấy đi, ngày hôm nay mình sẽ test cái điều kiện ngoài trời đó là 32 độ chơi game ở trên Redmi Note 8 Pro nhá, để xem là nó có thể lên đến 50 độ như kiểu là trên mạng nói không. Ok, chúng ta bắt đầu video. Ok, ở đây mình đang có là Redmi Note 8 Pro. Mình sẽ tháo nắp lưng ra để chơi chân trần cho nó sướng nhá, chứ bao biết về làm gì. Đầu tiên thì thiết kế hoặc là các thứ khác thì mình đã có một số video mở hộp phong lật, cũng đã làm một số video test game rồi. Hôm nay mình sẽ chỉ tập trung nhiều nhất, đấy chính là vào cái vấn đề quá nhiệt của chiếc máy này thôi. Rất nhiều anh em nói về vấn đề nhiệt độ của chiếc máy này có thể đạt đến là 45, 50, thậm chí là cao hơn khi mà chúng ta chơi những cái game làm những cái tác dụng nặng. Vậy thì hôm nay mình sẽ cùng Phong Lẩn test thử game xem là thực sự chiếc máy này nóng đến đâu. Được chưa? Phong ơi, bây giờ vào game gì đầu tiên? Vào PUBG đi. PUBG rồi, PUBG. Rồi, trong lúc chờ chúng mình vào game thì mời anh em trà đá nhá. Đầu tiên thì trước khi vào game chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái thông tin về môi trường cũng như là các điều kiện ảnh hưởng tới xung quanh nhá. Mình đang để độ sáng màn hình là cao nhất này, bởi vì ngoài trời mà đồ họa là cực cao và HDR. Mình hiện tại thì máy không lắp SIM nhưng mình vẫn bật chế độ là ép lên và kết nối vào wifi của thằng Phong Lật. Nhiệt độ hiện tại về môi trường đó là 34,1 độ, lúc nãy là 33, 32,9, 33, bây giờ đã lên 34 rồi. Trời khá là nóng vì bây giờ là 12:10 mà. Ok, vậy là mình và Phong Lẩn đã chơi game được 10 phút rồi. Thằng Đần này mới 10 phút vào mà đã bị nốc rồi. Nhưng mà mình thì vẫn đang còn sống, mình đang chạy ngoài đồng nắng như kiểu ở đây luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đo nhiệt nhá. Chúng ta có thể thấy là, ui, ở cái chỗ viền cầm lên đã lên được 46,47 độ này. Chả trách mình cầm nóng tay vãi. Ở cái viền phải đang là khoảng 46, mấy mấy đấy, lên 47 độ. Ở giữa màn hình thì nhẹ hơn một chút nhưng vẫn rất nóng, là khoảng 44 đến 45. Ra góc màn hình, đây chính là chỗ con chim này. Wow, 47,2, 47,3, 47,5, 47,5. Và ai ở mặt lưng, ở cái phần con chip, mình nghĩ đây là chỗ Xiaomi đã đặt cái con chip Helio G90T. Đấy là ngay cạnh cụm camera thì nó cũng rất là nóng. Sau một thời gian nó thổi nhiệt nhẹ nhẹ đi thì lên màn hình nó còn khoảng 46, mấy đến 45 độ rồi. À nhầm, đến 46, mấy đến 47 độ. Vậy thì kết luận nhanh đấy là, nhầm, tiểu luận nhanh đấy là sau 10 phút thì chiếc máy này nóng lên quá là nhiều và rất là rõ rệt luôn. So với những sản phẩm khác mình đã dùng trước đây cũng của Redmi như là Redmi Note 7 hay Redmi Note 7 Pro, nó sử dụng con chip Snapdragon thì không có cái hiện tượng nóng lên quá nhanh như thế này. Tất nhiên là sau thời gian sử dụng dài thì máy nào chạy hiệu năng cao cũng sẽ bị ấm lên hoặc là nóng lên tương đối thôi. Nhưng chỉ sau 10 phút mà đang từ nhiệt độ bình thường ngoài trời nóng lên tận 45 độ, tức là lên khoảng trên 10 độ so với nhiệt độ xung quanh ấy, thì là quá là nhiều luôn. 47 độ này, nghĩa là trên là khoảng 13 độ so với nhiệt độ môi trường. Ok, vậy là đã thêm 10 phút nữa. Và chúng mình thực ra là hơn 10 phút cơ, vì mình với Phong bắn hơi kém và lại còn dùng nick try hard, cho nên là xét mất mấy mạng liền. Nhưng mà dù sao thì chúng mình cũng đã trải qua một khoảng thời gian chơi game khá là dài. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đo nhiệt cái máy này nhá. Ok, anh em có thể thấy là mình đang phải đứng dí đầu vào tường vì là sợ bị bắn try hard khổ quá. Đây, cạnh viền bên phải lúc nãy chúng ta đo được là 45 độ, thì bây giờ nó đã lên là 47 này, 47,9. Mình vừa nhìn thấy 47,9 xong, 48 độ. Wow, tiếp theo là sang bên cạnh viền bên trái nơi đặt con chip, lúc ban đầu chúng ta đo được 47 đúng không nhỉ? Wow, hơi ngạc nhiên đấy là chỗ này thì nó lại không nóng lên quá nhiều so với lúc nãy là 47,3 này, 47,4 này, nghĩa là chỉ nóng lên khoảng từ 0,5 cho tới 1 độ thôi. Bên sang mặt sau nhá, bây giờ thì đến phần lúc nãy chúng ta đo là nóng nhất, đấy là cạnh camera, thì nó là 48,9. Mình vừa nhìn thấy 48,9, 49 độ. Wow, đấy, 49 độ vừa nhảy xong, nghĩa là hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 50 độ các bạn ạ. Đây là mình mới chơi 20 phút thôi. Nóng quá các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Video chúng mình làm 4-5 phút thôi nhưng mà phải ra ngoài test gấp 10 lần như thế cơ. Người ướt như đi tắm luôn. Nhưng mà may quá, mất công test một tí nhưng mà chúng mình đã có một cái kết quả cho ra. Đó chính là Redmi Note 8 Pro nóng thật, nóng hơn Ngọc Trinh luôn. Vừa rồi thì Phong Lẩn đã làm một cái video đánh giá rất là chi tiết về hiệu năng cũng như là trải nghiệm sử dụng và nhiệt độ của máy sau một thời gian. Nhưng mà là ở trong studio thì mình sẽ để link ở góc màn hình cho bạn nào quan tâm nhá. Còn như mình thấy có rất nhiều anh em nói là cái máy này bị tình trạng quá nhiệt, thì mình đã hy sinh thân mình ra điều kiện thực tế luôn, ra thẳng ngoài trời ngồi trà đá chơi. Và nó nóng đến tận là thậm chí có lúc là chạm 50 độ như thế, mà mình mới chỉ dùng khoảng trên 30 phút thôi. Tức nghĩa là với những anh em nào mà đang có ý định mua Redmi Note 8 Pro
để sử dụng những cái việc mà yêu cầu hiệu năng cao như là chơi game, mà lại còn trong điều kiện ngoài trời hoặc là điều kiện không có điều hòa ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn nên xem xét lại. Tuy nhiên mình vẫn phải nói thêm, đấy là khi chúng mình vừa nhận chiếc máy này từ bên XT Mobile thì mình cũng đã có test thử rồi và nó nóng kinh khủng luôn. Nhưng mà sau đấy khoảng một ngày thôi thì mình thấy máy có một cái bản cập nhật, và chúng mình cập nhật máy lên thì sau đó chúng mình có thử test thì cái tình trạng quá nhiệt của nó ấy có vẻ như là đã giảm bớt. Như hôm đấy mình dùng, mình nhớ là vừa mới dùng một tí mà nó nóng ran lên luôn. Nhưng mà như vừa rồi thì chúng mình có dùng đến tận khoảng 30 phút cơ, thì nhiệt độ cũng tăng lên 47, 48, mặt lưng chỗ con chip thì đến 49, gần 50. Tuy rằng mình phải công nhận rằng nó rất là nóng, nhưng mình nhận thấy rằng đây có vẻ như là lỗi về phần mềm. Và Xiaomi hoặc là MediaTek họ đã có những cái biện pháp để cải thiện vấn đề này rồi. Nên là nếu anh em nào có ý định muốn mua Redmi Note 8 Pro ấy, thì có lẽ cũng không cần phải quá lo lắng. Trong tương lai mình nghĩ rằng Xiaomi hoặc là MediaTek họ sẽ kết hợp với nhau để cho ra những cái phiên bản firmware, những phiên bản cập nhật phần mềm mới để giảm cái tình trạng quá nhiệt trên chiếc máy này thôi. Vậy nên nếu bạn nào có ý định mua Redmi Note 8 Pro trong thời gian hiện tại thì hãy tham khảo ở XT Mobile, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video. Còn nếu bạn nào mà vỡ mộng Redmi Note 8 Pro rồi thì Xiaomi cũng có những cái sản phẩm rất là tốt trên mức giá của nó, như là K20 này, K20 Pro, hay là các sản phẩm từ năm ngoái như Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro đều có hiệu năng trên giá thành rất là tốt. Mình cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả video. Hãy truy cập để các bạn quan tâm nhé. Còn bây giờ thì mình phải đi tắm cái đã, người ướt quá, khiếp, đi ra ngoài kia tí mà mồ hôi mồ kê. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.